bài ngắn ngắn đi để cho Hưng Lê có công việc nha. Mời cả nhà cùng nghe trích đoạn cải lương Đời Cô Lụ, soạn giả Trần Hữu Trang. Lỡ rồi em ơi, hát lại. Lạ thiệt chứ nghe, mỗi khi mình đem cá tới đây mình bán, mình tỉnh bơ như tường à. Sao bữa nay trong bụng của tôi nó phập phồng lo sợ hoài. Phải chi hồi nãy tôi vác cây cần câu với cây đục cá tôi ra ruộng cho rồi. Má Luân con, Luân ơi. Dạ. Cô quan hận ba lắm, phải không Luân? Dạ, còn đâu có dám hờn tranh má. Chỉ mới đây thôi, từ hôm ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép ba cho con đến đây để gặp má. Mặc dù má không nhìn con, nhưng con muốn gặp má một lần. Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con, Luân ơi? Con là nông ruột của má mà, Luân ơi. Chỉ vì Ngọc trong đá mất chợ năm nay, má cứ ngỡ là thân Hân Lê. Em lấy bài của Chủ tịch Quyền Lê, bài Phần Lê Quê gửi qua giùm anh. Khi mặn non đã nảy lên trồi, ngày qua ngày cứ lớn lên thôi. Dẫu mưa gió tơi bời, dẫu một mình bơ vơ, mấy lâu má chưa dạ. Má không biết, ở xóm này á, mấy đứa bạn của con nó còn tệ hơn con nữa đó má. Mấy đứa đó khác, con khác con à? Khác gì đâu má, cha mẹ của nó cũng làm lụng suốt ngày, không có đủ gạo ăn cho nên nó mới lâm vào cảnh y như con vậy đó má. Nhưng bây giờ con có má rồi, để má tắm dậy nghe luôn. Má cho con một số tiền. Anh cảm ơn Sơn Nguyễn. Hai cho con kiếm cách nào tiện quân sinh sống nghe con. Má
con không dám nhận đâu má. Ba con biểu tới đây gặp má thôi hả? Còn tiền con không dám nhận má ơi. Dạ. Con với ba con chặt lòng chặt dạ, má không yên tâm. Mỹ Châu Trần bình luận trên lên em. Niềm đau khổ chưa như mà nỗi lo mới. Cảm ơn tất cả các anh chị em trên đường live của Sơn đã phụ dụ. Hay tình ba con vượt ngục trở về, má tuổi tuổi mừng mừng lễ rơi thăm ba. Chuyện con còn sống sót nè lưng ơi, ba nghe lòng đau nhói như chết dấu. Thanh Đông anh hát rồi. Đang sức mau trong tim, thương cho ba con bấy lâu ngâm sầu nuốt tham, chịu độ rối tuổi nhục chung lâu lùng. Tuổi già sức yếu trở về quê, tương sẽ trọn vẹn câu bật tâm nợ duyên tan ra. Ngày ấy ba con tóc hải còn xanh sau 19 năm trời nghiệt ngã, nay trở về đây thì tóc đã phai màu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dãi dầu, như tấm thân già trơn trôi, như gốc cổ thụ già cằn cỗi với quê hương. Tuy gốc cổ thụ già cằn cỗi không sắc không hương, vẫn mơ ước nảy lên những trời non xanh mướt. Gặp má đây là con thử đi một bước, để xem ba má ra sao hồi thơ trước. Lúc ơi, sự thật nào cũng vẫn là sự thật con à. Cho dù người ta có hôn tình một lúc nào đó, khi mọi việc phơi bày ra ánh sáng, những người trong cuộc sẽ cười đau không hận. Má ơi, tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, má đã chịu nhiều khổ lệ từ lúc mang thai đến khi khai hoa nở nhuyễn xanh thành. Má không bảo vệ nổi đứa con riêng, đó cũng là một sự tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Còn với ba của con,
với ba con thì vẫn bất công ngoài xã hội. 19 năm đâu phải là thời gian ngắn ngủi. Ba con về đây là nhằm vào bọn người gây nên tội, chứ không nhằm vào những lầm lỗi riêng tư. Con không dám nhận đâu má. Luân, dạ. Sao Luân? Luân ơi, đây là số tiền nhỏ mọn của một người vợ muốn chăm sóc cho chồng. Giữa lúc còn không có lòng đâu, không phải má ý có tiền. Dạ, anh hai cảm ơn anh. Miếng lưới của bà con lối sông cùng con phải má dùng đồng tiền này gói rửa bất nhân lỗi lầm nhớ nhung. Nhưng Lưng ơi, thức khuya mà đi đêm dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Dị dàng éo le lắm điều ám ảnh, hiện tại nó rối mù như giờ bày chiêu sương thầm. Người là bước chân là trọn kiếp thương sâu. Má ơi, con không dám nhận đâu má. Luân, dạ. Má có giữ sẵn cho ba con một lát không? Con cầm tiền, cầm cái hơi đem về cho ba con. Phi Kiều Phan và em gái mới vô đó. Con không nỡ từ chối đâu Luân. Má à, con Luân. Má ơi, hay là để con về con nói với ba, con đưa cái thơ này. Còn tiền thì khi nào ba con chịu nhận con sẽ quay trở lại. Con gặp má nha má. Sao con không cầm tiền về luôn cho má vui? Dạ Luân, con không thương má sao Luân? Dạ con thương má. Mà con không thương ba nữa. Dạ. Lần này má nói hết lời mà con không nhận tiền, má mất cắn lưỡi, má chết cho con vừa lòng Luân ơi. Má, má ơi, dạ để con về con nói lại với ba nghe má. Khi nào ba con cho con gặp má, dạ thưa má con về. Dạ. Dạ con có cái quần xà lọn nữa má ơi. Trời ơi con tôi. Thôi bây giờ con ở đây chờ má. Để má đi chợ, má mua mấy sập giải về mấy đồ cho con. Má. Chào thầy, cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho hai anh em chích đoạn đời cô lụ. Cảm ơn em gái Hân Lê.